cho ban kim nhạc mời về con cháu tập trung trước linh cữu của cụ một lần cuối nữa. Đi vòng quanh. Này chúa con ở dưới bậc sâu kêu lên chúa, xin chúa hãy thương nhân lời con kêu và hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu chúa chấp tội nào ai dối được, bởi chúa hẳn có lòng lành cùng vì lời chúa ban nữa. Con đã trông cậy chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy chúa lương ca làm dẫn đứng chúa trời. Đêm ngày hãy trông cậy người cho liên, thì người rất nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân người thay thầy nãy chúa, xin ban cho linh hồn du sẽ được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng nãy chúa. Xin kêu lễ linh hồn du sẽ cho khói tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Nảy ơn đức chúa Giêsu, chúa đã ban dạy rằng mày hãy xin thì mày sẽ được, lại con xin chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi lứa luyện tội. Xin chúa nghe lời con cầu xin kêu van cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn lưu con. Xin chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào, xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho nhân. Amen. Giờ đây xin mời những người có trách nhiệm chúng ta đưa ông ra đây an nghỉ cuối cùng. Thiên linh cha bà con đã thành lập. Amen. Thank you.
Buôn đây. Buôn sang bên là quan. Buôn sang này nhá, lắc đuôi lên nhá. Lắc chân lên, lên lên. Lên đầu đi nào. Kính thưa quý vị các bạn, đặc biệt là gia đình gia tang, toàn bộ những hình ảnh tang lễ của cụ trùm du xe Nguyễn Xuân Thơ diễn ra từ ngày mùng 3, ngày mùng 4 và ngày mùng 5 năm 2022. Có thể nói những ngày tang lễ của cụ trùm du xe diễn ra trong thời tiết tốt đẹp, được đông quý cha, quý thầy, quý dì, quý cộng đoàn gần xa đến phân ưu và cầu nguyện cho cụ trùm du xe. Cụ đã an nghỉ lúc này đây trong lòng đất mẹ tại thôn Đột Trung, vâng, vườn thánh thôn Đột Trung. Cụ đang an nghỉ đợi ngày phục sinh, gia đình con cháu với những mảnh đất nắm đất ấm áp của quê hương thôn Đột Trung đang ấp của cụ đợi ngày chúc phục sinh. Thả trên nó xuống, vẫn còn rau dưới, rau đấy. Thả trên xuống rồi vẫn dưới nước. Bắn người. Toàn bộ hình những hình ảnh video trên kênh YouTube Trần Phú của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và mong quý vị tiếp tục ủng hộ, góp ý để kênh chúng tôi ngày càng phát triển tốt hơn, phục vụ bà con trong mọi sự kiện buồn vui của quê hương. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.